Fest. Thì các bạn thấy rằng là hôm nay đây này các bạn này Chủ tịch Fed nói gì Thì chủ tịch Fed nói rằng là sẽ tiếp tục thắt chặt Và có thể có những cái đợt tăng lãi suất đột biến Và các cái cuộc họp sắp tới Thì tâm lý thị trường ngày hôm Tâm lý hơi từng thị trường ngày hôm qua Thì các bạn nhìn ở đây này à, Hôm qua thì tâm lý thị trường là 62 Hôm nay tâm lý thị trường giảm xuống là 54 Tức là hôm qua Bitcoin giảm khá là mạnh ETH cũng giảm khá là mạnh Đặc biệt là thị trường Goldcoin thì làm cho ngày hôm qua là cái chỉ số tâm lý nó là 62 hôm nay nó giảm xuống còn 54 thì hôm qua thì hầu hết các ôn coi đều giảm các bạn ạ đấy chỉ có một FTT ấy, là có tin tức tốt thì nó sẽ bắt đầu tăng do là FTX có cái quá trình mà có thể là khởi động lại cái việc mà mở chạy lại cái sàn giao dịch đấy BNB thì hôm qua là có cái low pet của đồng MAV đúng không hôm qua thì BNB nó có cái test xuống lại vùng 22x và hôm nay lên lại cái vùng 23x rồi. Uh, rồi hôm qua thì uh, thị trường chứng khoán cũng không phản ứng uh, tiêu cực lắm, thị trường chứng khoán Mỹ với cả tin về uh, về 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 cái việc phát biểu của Fed chỉ số SP500 thì giữ nguyên, Nasdaq thậm chí là xanh nhẹ một chút vậy thì uh, chủ tịch Powell nói gì uh, sau đó ngày hôm nay các bạn này chủ tịch Fed lại có tiếp tục cái, cái cuộc họp thì ông ấy nói rằng là cái quyết định về lãi suất dự kiến sẽ tiếp tục với tốc độ ôn hòa và chủ tịch Fed kỳ vọng rằng uh, 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 và và cũng không loại trừ cái khả năng tăng lãi suất hàng loạt và trong ngắn hạn thì ngân hàng trung ương rất nhạy cảm với lạm phát và chủ tịch Fed nói rằng là đừng cho rằng sẽ quay trở lại môi trường lạm phát thấp và trước những cái tin tức đấy thì bắt đầu là bitcoin có cái sự tăng nhẹ lại quay trở lại mốc là 20k4, 30k4 và 30k5 đấy thì hôm nay thì thị trường chứng khoán mỹ, uh, chứng khoán việt nam thì có những cái tin có khá xấu uh, chủ tịch uh, doanh nhân nguyễn đỗ lăng ấy là của apex group ấy, uh, thì đã 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 bị uh, khởi tố đúng không và 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 cái này nó sẽ ảnh hưởng đến uh, uh, Abic Group khá là nhiều cũng là tin xấu của thị trường chứng khoán Việt Nam. Chỉ số VN hôm nay giảm 12 điểm tương ứng với cộng về vùng uh, 1125. Nếu bạn nào quan tâm đến thị trường chứng khoán thì, thì có làm một cái video về thị trường chứng khoán Việt Nam. Thì nó là cái khả năng ở đây rất là dễ bị chốt lời các bạn đừng FOMO vào mua. Đấy, và có cái tin về uh, lãi suất ấy. thì lãi suất hiện tại thì giảm khá là nhanh. Đấy, ở uh, các cái ngân hàng ở đây nói rằng là lãi suất tiết kiệm giảm nhanh đến bất ngờ và mốc 9 8% một năm ấy uh, chính thức biến mất tại kỳ hạn 12 tháng. Tức là hiện giờ thì lãi suất huy động dưới 8% rồi thì đấy là một cái tin khá là tốt. Ở đây thì thầy có nói đây là cái biểu đồ của Bitcoin thì cái vùng này là cái vùng 30k4 và 30k5 ấy thì nó khá giống cái vùng Bitcoin là 27 28 này này. Thì uh, hiện tại chưa có các cái dấu hiệu giảm giá thì thầy vẫn nghĩ là nó sẽ có một cái đợt lên một chút nữa khoảng tầm vùng 20 32 cho đến vùng 38. tám uh, đấy hiện giờ thì các cái tín hiệu tăng ấy nó vẫn còn. Uh, ngoài ra thì uh, nút Chiều nay thì cũng có một cái chủ tịch Fed nữa, nói đó là ông Bullish à, thì ông nói cái giọng điệu khá là tốt. Đấy, ông nói rằng lạm phát đã cơ bản ổn định, nhưng mà có những cái dấu hiệu cho thấy rằng là uh, nó đang thực sự được cải thiện. Và một số dữ liệu cho thấy lạm phát đã thực sự bắt đầu di chuyển về mức thấp hơn bình thường. Thì đây là một cái tin tốt và sau đó thì Bitcoin nó lại test về vùng 30k6. Đấy hôm qua thì có nói rằng anh chị em nào sọt ấy Thì có thể là ăn ngắn uh, khoảng tầm uh, vài trăm giá uh, Và tại thời điểm hiện tại thì Bitcoin ở vùng 30k6 thì Thạch vẫn chưa thấy các tín hiệu Mà mình có thể sọt được uh, Nếu mà hôm qua mà anh chị em mà sọt những cái đồng này thì Có có thể là chưa chưa uh, chưa chưa kịp chốt lời thì nó đã có thể dính stop loss Đấy ví dụ như Solana này hôm nay tăng 12%, 12% FRM tăng 14% này uh, tối nay thì uh, có cái tin nó là tin uh, GDP nhá Đấy và ngày mai thì có tin uh, PCE Bạn nào có câu hỏi thì hãy comment nhá Và bạn nào mà chưa join vào cái nhóm Thạch Ruby Finance trên Telegram ấy, Thì bạn search là Thạch Ruby Finance Ở Telegram thì bạn sẽ join vào group này Để nhận được những tin tức mới nhất mà Thạch cập nhật nhá